Xin chào mọi người. Hôm nay thì bà con đi rừng về được một cái dê siêu phẩm hoàng thảo xoắn mọi người nha. Cũng lâu lắm rồi mới có về được hoàng thảo xoắn mà lại về được cái dê mà nó đẹp kinh khủng như vậy. Anh em có thể thấy là cái dê này rất nhiều thân nha. Cây hoàng thảo xoắn thì nếu mà anh em chưa biết thì cái hoa nó đẹp lắm mọi người. Cái cánh nó xoắn lại, tím tím tím, nhìn rất dễ thương nha. Đây, mọi người xem, đặc trưng của hoàng thảo xoắn là cái thân nó rất là tím mọi người. Đấy. Nè, những cái sắc tố tím trên thân đây thì nó góp phần giúp cho cái bông hoa trở nên tím đậm đẹp hơn. Và thường thì anh em thấy hoàng thảo xoắn nó chỉ về được thân một hai thân thôi, rất hiếm khi mà về được một cái dê mà to nhiều thân như vậy. Cái dê này rất lâu năm ở trong rừng rồi mới có về mọi người. Đây, để em đếm tổng coi số lượng thân cả da lẫn tơ cho mọi người xem nhé. 1 2 nè, 3 4 5 6 7 8 9 11 12 3 5 6 7 8 9 21 22 3 24 24 thân mọi người, cả da lẫn tơ nha. Kinh khủng luôn. Rồi, giờ này thì giá là 1 triệu mốt cho anh em sưu tầm VIP mọi người nha. Anh em có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em. Chỉ duy nhất một rừng khủng cực khủng từ về rừng về này thôi. Dành cho anh em sưu tầm tác phẩm nha. Hoàng thảo xoắn bữa nay rất là hiếm rồi. Có vẻ là đây là cái dê khủng nhất từ trước tới nay mà gặp được ở rừng mọi người nha.